Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Góc Nhìn Đúng kỳ đầu tiên của năm 2022. Thưa quý vị, cứ vào dịp cuối năm, đầu năm mới thì các hoạt động bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín dị đoan lại càng nở rộ trong cả đời sống xã hội lẫn trên không gian mạng. Điều đáng lên án là không ít cá nhân tổ chức đã lợi dụng không gian mạng để thành lập các hội, nhóm, câu lạc bộ, nhân danh hoạt động tâm linh, tín ngưỡng để tổ chức rao giảng, chia sẻ các nội dung phản khoa học, phản văn hóa, làm sai lệch nhận thức và hành vi của người tham gia, gây đến những hậu quả tiêu cực cho bản thân và gia đình. Thậm chí, nhiều đối tượng xấu còn lợi dụng các hoạt động này để tuyên truyền luận điệu sai trái, nhằm mục đích lập gây bất ổn trong xã hội, nhằm mưu đồ thực hiện mục đích đen tối đối với đất nước. Và nhận diện những hoạt động nguy hiểm này chính là nội dung chính của chương trình Góc Nhìn Đúng hôm nay. Vâng, thưa quý vị, mạng xã hội bên cạnh việc tạo ra những lợi ích tích cực, tạo thêm nhiều cơ hội để con người có thể phát triển bản thân, thì mặt trái của mạng xã hội cũng dễ dẫn dắt người dùng tiếp cận những cạm bẫy, chiêu trò mang màu sắc tâm linh, quyền bí, mê tín, ảo tưởng. Chỉ cần vào Google nhập từ khóa tìm kiếm là xem bói miễn phí, chỉ trong một giây đã có hơn 9,4 triệu kết quả liên quan xuất hiện. Trong đó, một số trang web chuyên về xem bói như là mẫu đơn.com, xem vận mệnh.net, xem tử vi.xyz, dạng sự.net, tử vi luận giải vân vân. Rất nhiều, và trên Facebook cũng có hàng trăm nhóm group tương tự. Với phương thức quảng cáo rầm rộ với đủ mọi dịch vụ tâm linh được xem miễn phí như là bói chỉ tay, xin xăm, bói bài, xem tuổi, gọi dông, ngoại cảm, tìm mộ, tìm người thất lạc, thậm chí là livestream phát sóng trực tiếp để lên đồng bói toán. Các trang web, tài khoản, nhóm mạng xã hội chuyên về xem bói tử vi đã thu hút hàng chục, thậm chí là hàng trăm ngàn lượt truy cập và theo dõi. Điều đáng nói là các dịch vụ tâm linh online đang bị những kẻ xấu lợi dụng, núp bóng tâm linh để trục lợi niềm tin, tiền bạc của người dân, diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp, lôi kéo số lượng lớn người tham gia. Trên không gian mạng, một số kẻ tự xưng là cô, là cậu, thầy, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tiên Thánh Giáng Trần, Thần Y Tái Thế, vân vân, có khả năng siêu phàm, chữa được bách bệnh, có thể đoán định vận mệnh, tương lai, số phận con người thông qua việc xem tướng, xem đường chỉ tay, xem tuổi, bói bài, vân vân. Thậm chí có kẻ còn tuyên truyền việc thờ cúng búp bê có thể mang lại điều may mắn và thông minh cho trẻ em. Một số thầy tự nhận mình là người của tiên giới, có thể trấn trạch, gọi hồn, triệu tập thiên binh thiên tướng để diệt trừ Covid-19. Điều đáng lo ngại là trong điều kiện khoa học kỹ thuật, tri thức phát triển như hiện nay, thì vẫn có không ít người tin tưởng bị dẫn dắt vào con đường u mê và phản khoa học, phản văn hóa bởi những chiêu trò mê tín trên mạng xã hội. Đi theo các nhóm đó là kinh doanh tà đạo, kinh doanh tâm linh, không chỉ để lại hậu quả về tiền bạc, sức khỏe, tính mạng, mà còn ảnh hưởng đến những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, gây tác động xấu đến xã hội. Điển hình như ngày 28 tháng 9 năm 2021, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt giữ Lê Công Tâm, sinh năm 1995, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả mạo thầy cúng để lừa những người nhẹ dạ cả tin. Tâm đã lập trang fanpage trên Facebook có tên Thầy Phu Asan Phu Sắc và đăng ảnh đại diện là một thầy pháp sư Thái Lan. Khi nạn nhân có nhu cầu giải hạn, Tâm yêu cầu chuyển tiền nhưng không thực hiện mà chỉ chỉnh sửa các ghép ảnh bàn lễ đồ cúng. Tại cơ quan công an, gã thầy cúng rỡm này thừa nhận không hề biết cúng bái mà chỉ học mót các thủ thuật, ngôn ngữ cúng bái trên mạng để lừa đảo. Cũng trước đó, YouTube có tên Thầy Long 0984xxxx, tài khoản Facebook và TikTok cá nhân có tên là Lương Gia Long, đã công khai xưng là con trời, là Ngọc Hoàng Đại Đế, được thiên giới cử xuống trần gian để cứu giúp nhân loại khổ đau vượt qua đại dịch Covid-19. Và tài khoản này đã đăng tải khoảng 200 video clip tự xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, trấn yểm Covid-19, đồng thời có những phát ngôn, hành động xúc phạm nghiêm trọng tín ngưỡng thờ mẫu và xúc phạm anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đặc biệt gần đây xuất hiện một số người xưng danh hội nhóm có tên là Năng lượng gốc trống đồng do Lê Văn Phúc, một người đàn ông gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ, thành lập. Với nhiều hoạt động quảng cáo chữa bách bệnh phản khoa học gây xôn xao dư luận, năng lượng gốc được ông ta tuyên truyền là có thể lấy năng lượng từ các nền văn minh ngoài vũ trụ và phóng từ trán của ông đến bất kỳ ai, không quan trọng về khoảng cách địa lý. Thông qua các nền tảng xã hội như là Facebook, YouTube, ông Phúc và nhóm người trong tổ chức này đã tự quay video và mở các khóa học online, livestream để quảng cáo rầm rộ bằng cách chữa bệnh bằng năng lượng gốc. Thậm chí là tổ chức này còn tuyên truyền rằng những bệnh nhân ung thư hay Covid-19 đều có thể chữa khỏi bằng phương pháp phản khoa học này. Không chỉ thế, nhóm này còn tuyên truyền những tư tưởng phản động như thay đổi ngôi sao trên quốc kỳ Việt Nam để đất nước hưng thịnh. Chú không biết cờ của Việt Nam như thế nào, chú không có học lịch sử cờ Việt Nam, chú không biết. Và chú thấy rằng trong các lá cờ Việt Nam chỉ có một ngôi sao duy nhất, âm dương còn đối chọi với nhau, phải xoay chuyển để trở thành một duy nhất. Và giữa âm và dương, xấu và tốt phải được cái nền văn minh không gian giải hòa. Nếu chúng ta muốn cân bằng âm dương, cân bằng xấu tốt thì chúng ta phải dịch chuyển lại. Nhận thấy nhóm năng lượng gốc tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp để triệt phá ổ nhóm này, kiên quyết không cho đăng ký sinh hoạt hội nhóm, phối hợp ngăn chặn các hoạt động của chúng trên không gian mạng. Dần thưa quý vị, nhu cầu sinh hoạt tinh thần, trong đó có văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo, là quyền và nguyện vọng chính đáng của người dân, nhưng phải phù hợp với đạo lý truyền thống của văn hóa dân tộc và những quy định của pháp luật. Mê tín dị đoan, chúng ta có thể hiểu đó là người ta đặt cái niềm tin vào những cái thứ nhảm nhí, mơ hồ, không có thật và không phù hợp với quy luật tự nhiên, và nó chủ yếu xuất hiện trong cái lĩnh vực tâm linh. Những cái hành vi mê tín dị đoan mà chúng ta thường gặp như là cái hình thức lễ bái cúng tế cầu xin, ví dụ như là cúng cô hồn, rồi cúng sao giải hạn, cầu tình duyên, cầu gia đạo, rồi xin xăm, rồi xin số đề, vân vân. Hoặc là cái hình thức thứ hai là cái hình thức xem tướng số bói toán, ví dụ như là bói dáng người, bói chỉ tay, bói may rùa, bói chữ ký, bói bài, vân vân. Hoặc là cái hình thức nữa là chữa bệnh bằng ma thuật, ví dụ như là trừ tà ma, đồng bóng, thư yểm bùa. Hệ lụy đầu tiên cần phải nhắc đến đó là người mê tín dị đoan sẽ bị mất tiền bạc, thời gian. Có những người, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vì tin lời các thầy cúng nên cũng bỏ ra số tiền lớn cho các hoạt động mê tín dị đoan như là mua đồ lễ vật, rồi dân cúng giải hạn, thì từ đó là biết cái cuộc sống của người ta khó khăn, lại càng thêm khó khăn, càng thêm kiệt quệ về kinh tế. Thứ hai là về sức khỏe tinh thần của người ta cũng bị ảnh hưởng, do đặt niềm tin vào những điều hoang đường một cách mù quáng thì họ sẽ bất chấp mọi lời khuyên của người thân bạn bè và chỉ tập trung vào cái việc là cúng bái, đi lễ bái mà bỏ bê chăm sóc sức khỏe của mình. Thứ ba là ở cái mức độ nguy hiểm hơn thì đã có nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng mà lại nghe thầy phán là chỉ cần làm lễ cúng thì có thể chữa khỏi bệnh, cho nên dẫn đến là bệnh tình ngày càng nặng. Và khi tới bệnh viện đó thì đã không còn điều trị, còn cứu chữa kịp thời và sẽ bị mất mạng. Ngoài ra thì đối với những cái hành vi là mê tín dị đoan thì một số cái tổ chức cá nhân cũng lợi dụng để mà tuyên truyền cho những cái hành vi hoạt động trái phép, ví dụ như lôi kéo người ta vào mê tín dị đoan, gây cho người ta niềm tin, từ đó thì dẫn dắt vào những cái hoạt động chống phá, chống đối, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây mất an toàn an ninh thông tin đối với môi trường mạng. Thực tế cho thấy tình trạng biến tướng lố bịch của một số kẻ hành nghề tâm linh, lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng nhân gian truyền thống để mê hoặc dân chúng, lợi dụng tình thế đất nước và cuộc sống người dân lúc khó khăn để gieo rắc tư tưởng bi quan, siêu hình, duy tâm, thần bí. Thậm chí nhiều cá nhân thế lực xấu còn lợi dụng điều này để xuyên tạc, chống phá các chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Và trên thực tế, pháp luật đã có các quy định cụ thể về tội hành nghề mê tín dị đoan và xử phạt các hành vi để trục lợi. Tuy vậy, các cơ quan chức năng chưa xử lý triệt để và quyết liệt với các hành vi mê tín dị đoan trên mạng xã hội, cho nên vẫn còn dư địa cho đối tượng lợi dụng hoạt động dịch vụ tâm linh trái pháp luật. Hành vi truyền bá hoạt động mê tín dị đoan trên mạng xã hội sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm B khoảng 1 điều 101 của Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cụ thể là tổ chức cá nhân nào có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy, các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô đồi trị không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Tổ chức cá nhân vi phạm còn buộc phải gỡ thông tin vi phạm xuống khỏi mạng xã hội. Ngoài ra đó thì căn cứ vào những cái hậu quả phát sinh do những cái hành vi mê tín dị đoan thì là nếu mà gây ra những cái hậu quả lớn, hậu quả nghiêm trọng thì cũng sẽ bị xử lý theo bộ luật hình sự hiện hành theo quy định của Việt Nam chúng ta. Thứ nhất là đối với những cái người mà sử dụng mạng xã hội đó thì trước hết phải bình tĩnh, phải nhận thức cho nó tốt, biết được những cái hành vi thế nào là mê tín dị đoan, những cái hủ tục để mà không nghe theo, không làm theo, không bắt chước, không tham gia vào những cái hành vi này để mà trước hết là nó sẽ gây ảnh hưởng cho bản thân, gia đình, xã hội, rồi sau đó nó sẽ gây cái mất an ninh trật tự ở địa phương. Thứ hai, đối với các cái nhà quản trị mạng xã hội đó thì phải theo dõi, phải nắm sát tình hình và kiên quyết là gỡ bỏ hoặc là ngăn chặn đối với những cái tài khoản, những cái người mà đưa cái thông tin sai lên trang hoặc là lên nhóm của mình. Vấn đề thứ ba là đối với các cơ quan chức năng là phải gà tìm, là tìm kiếm, truy tìm đối với những cái tài khoản đưa những cái thông tin sai sự thật này và có cái xử lý nghiêm minh để cho là trong sạch cái mạng xã hội, không những cái hành vi mà mê tín dị đoan thì không là lan tràn trong mạng xã hội. Và nếu mà có cái sự kết hợp của ba cái yếu tố này thì tin rằng là cái mạng xã hội sẽ trong sạch hơn. Việc bài trừ mê tín dị đoan khỏi đời sống xã hội và trên không gian mạng cần sự phối hợp giữa ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, công chúng, cộng đồng mạng với vai trò của cơ quan chức năng. Cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để giúp mọi người nhận thức, hiểu rõ mê tín dị đoan là hiện tượng tiêu cực cần phải xa lánh, bài trừ và loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải kịp thời vạch trần thủ đoạn lừa bịp, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tín ngưỡng mê tín của các cá nhân và tổ chức để trục lợi, thực hiện các ý đồ xấu gây bất ổn xã hội. Và chương trình Góc Nhìn Đúng với chủ đề nhận diện thủ đoạn lợi dụng hoạt động tâm linh để lừa đảo chống phá xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.